Xin kính chào quý vị đang đến với chuyên đề Thế giới sự kiện trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Trước khi đến với chủ đề chính của chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi phần tổng hợp một số sự kiện nổi bật trong tuần. Các biện pháp trả đũa của Liên minh châu Âu với việc đánh thuế hàng chục sản phẩm của Mỹ, trong đó có thuốc lá, rượu bô bông, quần jeans hay xe máy phân khối lớn, đã chính thức có hiệu lực từ 0 giờ ngày 22 tháng 6 theo giờ Bruxelles. Ngày 19 tháng 6, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley tuyên bố Mỹ rút khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc với lý do cơ quan này phân biệt đối xử với Israel. Sáng 22 tháng 6, các bộ trưởng tài chính khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone đã nhất trí giảm nợ và giải ngân khoản cuối cùng trong gói cứu trợ thứ 3 trị giá 86 tỷ euro dành cho Hy Lạp. Ngày 19 tháng 6, Quốc hội Macedonia đã thông qua một hiệp ước lịch sử với Hy Lạp nhằm đổi tên quốc gia Ban Căng này thành Cộng hòa Bắc Macedonia, qua đó tạo điều kiện thuận lợi để hai quốc gia láng giềng chấm dứt tranh chấp về tên gọi kéo dài 27 năm qua. Ứng viên phe cánh hữu Ivan Duque đã chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Colombia ngày 17 tháng 6 năm 2018 với 54% số phiếu bầu. Chiến thắng này khiến giới doanh nhân an tâm nhưng gây quan ngại cho hòa bình do ông có chủ trương xét lại hiệp định hòa giải dân tộc với mặt trận du kích FARC. Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định áp thuế thép, nhôm và đây là hàng nhập khẩu Trung Quốc khiến nước này phải đối mặt với các đòn trả đũa từ Trung Quốc, châu Âu, Canada và thậm chí cả Ấn Độ. Và như vậy kéo rất nhiều nước bên bờ vực cùng một cuộc chiến thương mại. Cuộc chiến này sẽ tiếp diễn thế nào và ảnh hưởng ra sao đến kinh tế thế giới và đặc biệt với Việt Nam? Đây là các vấn đề sẽ được phân tích và thảo luận trong chương trình Thế giới sự kiện ngày hôm nay. Ngày 1 tháng 6, chính quyền Mỹ chính thức công bố mức thuế nặng nhằm vào các mặt hàng nhôm thép của hàng loạt nước đồng minh. Cụ thể, Mỹ áp 25% thuế đối với sản phẩm thép nhập khẩu, 30% đối với nhôm nhập khẩu từ Liên minh châu Âu, Canada và Mexico. Hiện tại, sản phẩm nhôm và thép đang bị dư thừa, bởi vậy chúng tôi cần phải đối phó với tình trạng này bằng một biện pháp mang tính toàn cầu, chứ không phải chỉ là đối phó với một quốc gia nào đó. Như tôi đã nói, thuế quan là một phần rất nhỏ được áp đặt đối với một sản phẩm. Hãy nhớ rằng chúng tôi là một nền kinh tế trị giá 18.000 tỷ đô la Mỹ. Bên cạnh đó, Mỹ cũng áp thuế 25% đối với các mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc trị giá 50 tỷ đô la Mỹ kể từ ngày 6 tháng 7. Các động thái của Mỹ vấp phải nhiều phản ứng chỉ trích và dẫn đến nguy cơ một cuộc chiến thương mại bùng nổ. Không chỉ đe dọa sẽ kiện lên Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, nhiều nước tuyên bố sẽ đáp trả động thái của Mỹ bằng chính các cách mà Mỹ đã sử dụng. Đầu tiên, Mexico và Canada lấy làm tiếc về quyết định thuế quan của Mỹ. Thứ hai, chúng tôi sẽ cùng hợp tác để có các hành động phản ứng ngay lập tức và với mức độ tương đương. Liên minh châu Âu không thể làm ngơ trước động thái của Mỹ. Chúng tôi sẽ ngay lập tức gửi đơn kiện lên WTO. Những gì Mỹ có thể làm thì chúng tôi hoàn toàn có thể đáp trả tương tự. EU bắt đầu áp 25% thuế hàng hóa nhập khẩu đối với hàng hóa từ Mỹ có tổng trị giá 3,2 đô la Mỹ từ ngày 22 tháng 6. Bộ Thương mại Trung Quốc cũng tuyên bố sẽ có những biện pháp đáp trả mạnh tay động thái của Mỹ. Nếu Mỹ có các biện pháp bảo hộ đơn phương làm tổn hại lợi ích của Trung Quốc, chúng tôi sẽ nhanh chóng phản ứng và thực hiện các bước đi cần thiết để bảo vệ các quyền công bằng hợp pháp của chúng tôi. Theo kế hoạch, Trung Quốc sẽ áp đặt thuế quan 25% đối với 659 mặt hàng của Mỹ trị giá 50 tỷ đô la Mỹ. Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn tiếp tục nhấn mạnh rằng ông sẵn sàng đàm phán thương mại với EU, Canada hay Trung Quốc để có một thỏa thuận công bằng, nhưng song song với đó là những động thái áp thuế mạnh mẽ đối với các đồng minh. Để tìm hiểu sâu hơn về những diễn biến trong vấn đề này, mời quý vị cùng gặp gỡ ông Adam Sitkoff, Giám đốc điều hành Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Hà Nội. Cảm ơn ông đã tham dự chương trình Thế giới sự kiện ngày hôm nay. Thưa ông, vừa rồi Mỹ đã áp thuế nhôm thép lên EU, Canada, Mexico, đồng thời tuyên bố áp dụng các biện pháp thuế mới lên Trung Quốc. Và đáp lại, các nước liên quan cũng cho biết sẽ có các biện pháp trả đũa. Vậy liệu có phải chúng ta đang rơi vào một cuộc chiến tranh thương mại không, thưa ông? Tôi không nghĩ vậy. Có rất nhiều người thích sử dụng cụm từ chiến tranh thương mại để diễn tả những động thái qua lại giữa các nước trong thời gian gần đây. Nhưng nếu các bạn nhìn vào bản chất của thương mại, cách mà nền thương mại trên thế giới hoạt động, đó là các nước có các hoạt động tương tác lẫn nhau và không phải lúc nào mọi thứ cũng xảy ra một cách công bằng. Và dĩ nhiên, đôi khi cũng có những trường hợp nước này kiện nước khác lên Tòa án Thương mại Thế giới hay WTO hoặc họ áp đặt thuế lẫn nhau.
Tuy nhiên, tôi cho rằng lý do mà có nhiều người quan tâm đến lần áp thuế này của Mỹ là bởi đây không phải là cách hành xử thông thường của nước Mỹ. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đắc cử bởi ông đã đưa ra những ý tưởng khá khác biệt, và quan điểm về thương mại của ông ấy có thể không giống với những người khác. Những gì mà Tổng thống Trump đang làm cho đến giờ là nỗ lực đem lại sự công bằng cho nước Mỹ. Về phần mình, tôi cũng không ủng hộ một vài biện pháp mà ông ấy đưa ra, bởi tôi không cho rằng đó là cách đúng đắn để đạt được mục tiêu mà Tổng thống đề ra. Nhưng thực tế là thế giới vẫn phải đối mặt với những điều đó. Hãy nhìn vào những nước như Việt Nam. Xét về mặt xuất nhập khẩu, tỷ lệ GDP thương mại Việt Nam đạt 180%. Đây là một con số khá lớn, bởi Việt Nam quan hệ thương mại với khá nhiều nước trên thế giới. Nhưng khi quan hệ thương mại với nhiều nước hơn, các bạn cũng sẽ nhận ra rằng sẽ có nhiều sự không cân bằng hơn. Đó không phải là điều xấu, đó chỉ là một việc rất bình thường khi các nước thương mại với nhau. Phía Trung Quốc cáo buộc Tổng thống Mỹ là người đã khởi xướng một cuộc chiến thương mại. Ông nghĩ sao về điều này? Tôi nghĩ rằng Trung Quốc không nên nói về vấn đề thiếu công bằng ở đây, bởi Trung Quốc chính là quốc gia mà tôi cho rằng đã đem lại sự không công bằng, và Tổng thống Trump chính là người đã thay đổi điều đó. Không chỉ có Mỹ, rất nhiều quốc gia trên thế giới coi những gì mà Trung Quốc đang làm là không công bằng. Trung Quốc đã ăn cắp sở hữu trí tuệ của nhiều công ty bằng cách buộc các công ty phải tiết lộ bí mật công nghệ. Họ không áp dụng những luật lệ mà những người khác áp dụng, và họ cho rằng mình có quyền làm như vậy. Và Tổng thống Donald Trump đang làm những việc mà người khác không làm nhằm thay đổi những gì đang diễn ra. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở cách mà ông ấy làm, bởi vì khi ông ấy quyết định đánh thuế các mặt hàng từ Trung Quốc nhập khẩu vào Mỹ, thì chính các gia đình Mỹ phải trả cho thứ thuế đó, chứ không phải là người Trung Quốc. Và đây không phải là cách mà tôi cho là phù hợp để Tổng thống Trump áp dụng. Nhưng mục tiêu của ông ấy lại được không ít người ủng hộ, đó là gây áp lực khiến Trung Quốc phải thực hiện các hành động thương mại một cách đúng đắn. Theo ý kiến của ông, động thái tiếp theo của các bên liên quan như Mỹ, Trung Quốc hay EU như thế nào? Ngay bây giờ chúng ta cũng đã thấy được rồi, đó là nếu Mỹ có các hành động hoặc áp đặt biện pháp gì đó đối với các nước khác, không chỉ Trung Quốc mà còn là Canada, Mexico, thì các nước đó không có lựa chọn nào khác là đáp trả Mỹ. Ví dụ như để đáp trả Mỹ áp thuế nhôm thép, EU đã đe dọa sẽ đáp trả bằng cách áp thuế những mặt hàng chủ lực của Mỹ như rượu bourbon của bang Kentucky hay xe máy Harley Davidson của bang Wisconsin. Tôi cho rằng đây là một vấn đề mang tính chính trị đối với Mỹ, và như cách mà bạn nói, một cuộc chiến tranh thương mại chính là như vậy. Khi một nước áp đặt các biện pháp thương mại lên một nước khác và hai bên liên tục trả đũa nhau bằng những mức độ cao hơn. Đây cũng chính là điều mà nhiều người lo sợ khi nhìn vào mối quan hệ Mỹ-Trung hiện tại, đặc biệt là giới kinh doanh và đầu tư. Những người này mong muốn rằng các hoạt động thương mại diễn ra một cách suôn sẻ và có thể đoán trước được. Dĩ nhiên rằng họ không muốn các nước dựng lên các hàng rào thương mại hay có những động thái làm cản trở dòng chảy thương mại hoặc bảo hộ nền kinh tế nội địa. Đó không phải là một cách thích hợp. Tất cả chúng ta đều hy vọng rằng Mỹ hợp tác với các nước khác như Canada, Mexico, EU hay thậm chí là Việt Nam để lập thành một nhóm thông báo với Trung Quốc rằng những gì họ làm trong suốt thời gian qua, ví dụ liên quan đến thép và nhôm, là không thể chấp nhận được. Nhưng chúng ta đều biết rất rõ cách mà Tổng thống Donald Trump điều hành đất nước. Nếu ông ấy không thích một ai đó, ông ấy sẽ làm mọi cách để thúc ép người đó thay đổi hành vi của mình. Đôi khi cách này có thể tạo ra sự thay đổi, nhưng đôi khi nó cũng không có tác dụng. Và bằng chứng là những gì đang xảy ra với mối quan hệ thương mại giữa Mỹ và EU, một trong những mối quan hệ thương mại quan trọng nhất trên thế giới, hay như Mỹ và Canada, Mexico, giữa Mỹ và khu vực Bắc Mỹ. Theo tôi, lý do mà nhiều người quan tâm đến vấn đề này là do họ chưa quen với cách mà Tổng thống Trump điều hành và đưa ra chính sách với nước Mỹ, bởi cách mà ông ấy làm khác so với các cựu Tổng thống như ông Obama, Bush hay Clinton, và các quốc gia cần phải tìm hiểu về cách thức làm việc của ông ấy. Vậy đâu là giải pháp để giải quyết những xung đột thương mại này thưa ông? Về cách giải quyết ư? Câu trả lời sẽ phụ thuộc vào người mà bạn hỏi. Nếu bạn đưa ra câu hỏi này với người Mỹ, họ sẽ nói rằng giải pháp thật dễ dàng. Chỉ cần Trung Quốc ngừng việc ăn cắp quyền sở hữu trí tuệ, ngừng những hành động mà nhiều người coi là trái với pháp luật, tuân thủ các quy định thương mại của tổ chức WTO, ngừng các hoạt động hỗ trợ ngành công nghiệp nội địa. Như vậy, giải pháp chính là nằm ở phía Trung Quốc, và đó cũng là những gì mà người Mỹ mong muốn. Người Mỹ mong muốn một mối quan hệ thương mại tích cực với Trung Quốc. Và ngược lại, Trung Quốc cũng hy vọng điều này sẽ xảy ra, vì suy cho cùng, đây là mối quan hệ thương mại lớn nhất trên thế giới. Bởi vậy, tôi cho rằng hai bên nên ngồi lại và tìm ra cách giải quyết cuối cùng cho vấn đề này. Bất ngờ rút lại tuyên bố chung trong hội nghị G7 áp thuế nhôm thép lên hàng loạt các nước đồng minh hay đe dọa thêm nhiều biện pháp thuế mới, Tổng thống Mỹ đang khiến cả thế giới lo ngại bởi cuộc chiến thương mại này tất nhiên không chỉ tác động đến hai quốc gia trực tiếp mà các quốc gia khác cũng đều bị ảnh hưởng giao thương, tạo nên một bầu không khí bất ổn trên toàn cầu, và Việt Nam có lẽ sẽ không tránh được tổn thất.
Một cuộc chiến tranh thương mại quy mô lớn, bắt nguồn từ các động thái áp thuế hàng nhập khẩu của Mỹ, có thể khiến nền kinh tế toàn cầu chịu những thiệt hại không nhỏ. Như tôi đã nói, cuộc chiến thương mại xuất phát từ những hành động đáp trả gia tăng sẽ không khiến ai thắng cuộc. Cả hai sẽ cùng thua cuộc. Tác động đối với kinh tế toàn cầu sẽ vô cùng nghiêm trọng, không chỉ từ hành động của Mỹ, mà còn từ biện pháp đáp trả của các quốc gia khác. Chúng tôi không thấy được sự lãnh đạo hay dẫn dắt của Mỹ trong các cuộc đàm phán như trước đây. Đồng thời, Mỹ đang thể hiện thái độ thiếu xây dựng đối với cơ quan phúc thẩm WTO. Điều này cũng ảnh hưởng đến cơ chế giải quyết tranh chấp. Quốc gia này cũng đã lên tiếng phàn nàn cũng như muốn cải thiện về cơ chế của WTO. Tuy nhiên, chúng tôi mong đợi một cách tiếp cận cũng như đề xuất các giải pháp mang tính xây dựng hơn từ phía Mỹ. Phân tích của Bloomberg Economics đặt ra kịch bản Mỹ áp thuế 10% đối với các mặt hàng nhập khẩu và các nước còn lại trên thế giới đáp trả. Trong trường hợp đó, nền kinh tế toàn cầu sẽ giảm quy mô 0,5% trong thời gian từ nay đến năm 2020, so với nếu không có mức thuế quan như vậy. Đó là một kịch bản cực đoan, nhưng giờ không còn là điều không thể xảy ra. Chúng ta không thể biết chính xác những chuyện này sẽ đi về đâu. EU đã đưa ra cảnh báo rằng họ sẽ kiện lên WTO. Dù chúng tôi biết rằng đây là nỗ lực của Tổng thống Mỹ nhằm giảm thặng dư thương mại với các nước đối tác. Tuy vậy, với cách mà Tổng thống Trump đang làm, Mỹ sẽ bị áp thuế ngược lại với các sản phẩm nước này có thế mạnh. Ngoài ra, dù căng thẳng trước mắt chủ yếu đối với Mỹ, Mexico, Canada, EU, Trung Quốc, song với nền kinh tế có độ mở cao, các nước này cũng là đối tác làm ăn lớn của Việt Nam thì tác động gián tiếp đến nước ta là khá khó lường. Những động thái qua lại giữa Mỹ và các bên liên quan sẽ ảnh hưởng như thế nào đến kinh tế toàn cầu thưa ông? Chúng ta có thể thấy rõ rằng nhiều chuyên gia kinh tế đang theo dõi rất sát các động thái thương mại giữa Mỹ và các quốc gia khác, tiêu biểu như vòng đàm phán thương mại thứ nhất giữa Mỹ và Trung Quốc diễn ra vào ngày 6 tháng 7, cũng như các động thái đáp trả qua lại về thuế quan giữa hai quốc gia này. Nếu tất cả các quốc gia trên thế giới đều có xu hướng bảo hộ thương mại bằng cách nâng thuế suất, cũng như ngăn cấm tiến trình trao đổi hàng hóa và dịch vụ bình thường giữa các nước, bạn có thể thấy GDP của thế giới sẽ sụt giảm, đồng thời nhiều quốc gia sẽ bị thiệt hại, trong đó có Việt Nam. Thậm chí cả cường quốc số 1 thế giới là Mỹ cũng sẽ bị tác động, song mức độ thiệt hại là không lớn như các nước khác. Chính vì vậy, không ai muốn điều này xảy ra, bởi vì tất cả các nước trên thế giới đều hy vọng đạt được tốc độ tăng trưởng cao, kiến tạo thêm nhiều việc làm, nâng cao thu nhập của người dân. Do đó, tôi nghĩ, tại hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra ở Canada mới đây, nếu như bạn đã biết có sự tham gia của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, hầu hết các cuộc thảo luận xoay quanh việc làm thế nào để duy trì việc xúc tiến thương mại, làm thế nào để các quốc gia có thể hợp tác với nhau nhằm hạn chế các hành động bảo hộ thương mại cũng như duy trì sự ổn định của nền kinh tế toàn cầu. Về Việt Nam là một nước xuất khẩu có quan hệ thương mại chặt chẽ với cả Mỹ và Trung Quốc và tiến tới có FTA với EU. Vậy Việt Nam sẽ bị tác động như thế nào từ cuộc xung đột này thưa ông? Tôi nghĩ Việt Nam sẽ không chịu tác động nhiều bởi cuộc chiến này. Bởi vì bạn biết đấy, tranh chấp thương mại giữa các nước luôn xảy ra, điều đó không phải là chuyện mới nữa. Mặc dù ngay tại thời điểm này, các công ty của Việt Nam đã lên tiếng cáo buộc mạnh mẽ các hành động áp thuế của Mỹ đối với các mặt hàng của Việt Nam hay nhôm và thép nhập khẩu là bất bình đẳng, thì chúng ta có thể thấy tranh chấp thương mại vẫn cứ xảy ra. Đây không phải là điều bất thường. Việt Nam là quốc gia phụ thuộc nhiều vào việc xuất khẩu cũng như nhập khẩu hàng hóa. Điều này sẽ không thay đổi trong tương lai. Điều duy nhất mà Việt Nam có thể hy vọng lúc này là Mỹ có thể giải quyết thành công các bất đồng thương mại với các quốc gia khác. Bởi vì Việt Nam là một mắt xích trong chuỗi cung ứng toàn cầu và là quốc gia sản xuất nhiều mặt hàng cũng như các linh kiện tạo thành sản phẩm cuối cùng trong chuỗi cung ứng. Thế nên Việt Nam không muốn giữa Mỹ và Trung Quốc hay giữa Mỹ với EU xảy ra một cuộc chiến thương mại. Thậm chí, việc Mỹ, Canada và Mexico có thể tiến tới một thỏa thuận NAFTA sẽ là tin tức đáng mừng đối với Việt Nam. Những thỏa thuận như thế, bao gồm cả CPTPP, RCEP hay Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và EU, giữa Việt Nam và Hàn Quốc, đều là tín hiệu tốt cho quốc gia của bạn. Tất cả những thỏa thuận này sẽ giúp Việt Nam duy trì tính cạnh tranh trên thị trường, qua đó đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân. Ông đánh giá thế nào về việc Mỹ sẽ tiến tới áp thuế với Việt Nam như làm với Trung Quốc để cân bằng thương mại?
Theo tôi, điều này là một trong những vấn đề chúng ta cần phải lo lắng, bởi Tổng thống Mỹ Donald Trump có một danh sách, trong đó liệt kê tên của các quốc gia có thặng dư thương mại lớn nhất với nước này. Theo tôi nhớ không nhầm, thì Việt Nam hiện là quốc gia đứng thứ 6 về thặng dư thương mại với Mỹ, và khoản thặng dư này sẽ tiếp tục được nới rộng trong tương lai. Thế nên với con số thặng dư đạt hơn 30 tỷ đô la Mỹ một năm, sự khác biệt giữa việc Việt Nam xuất khẩu những mặt hàng nào sang Mỹ và nhập khẩu những mặt hàng nào từ Mỹ là một vấn đề vô cùng đáng bận tâm đối với Tổng thống Donald Trump và chính quyền của ông ấy, bởi vì họ không nghĩ điều này là công bằng. Do đó, mới đây một số quan chức cấp cao từ Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ đã có chuyến thăm Việt Nam, và trong tuần tới, một quan chức khác của Mỹ từ Bộ Thương mại cũng sẽ đến Việt Nam. Ngoài ra, Phó Thủ tướng Việt Nam Vương Đình Huệ sẽ có chuyến thăm Mỹ trong tương lai. Những cuộc gặp mặt cấp cao này sẽ vẫn tiếp diễn, chừng nào hai quốc gia tìm ra phương án nhằm đưa ra thương mại hai nước trở về mức cân bằng. Ở AmCham, chúng tôi hết sức quan tâm đến vấn đề này, bởi chúng tôi không muốn chứng kiến bất kỳ mâu thuẫn thương mại nào giữa Mỹ và Việt Nam. Chúng tôi tin rằng có những việc mà Việt Nam có thể làm nhằm góp phần tái cân bằng cán cân thương mại giữa hai nước, tiêu biểu như trong lĩnh vực nhập khẩu khí thiên nhiên hóa lỏng. Điều này sẽ đem lại lợi ích to lớn cũng như nguồn thu nhập dồi dào. Đây chính là điều mà Mỹ mong muốn và là những gì mà Việt Nam hết sức quan tâm. Nếu chính phủ Việt Nam đối xử công bằng với các doanh nghiệp Mỹ, cũng như không tạo ra các rào cản thuế quan, vốn gây cản trở cũng như hạn chế các nhà đầu tư nước ngoài, thì điều này sẽ giúp ích cho các doanh nghiệp Mỹ nói riêng và xuất khẩu của Mỹ nói chung. Câu hỏi lớn được đặt ra là, liệu Mỹ có tiến hành áp thuế với Việt Nam hay không? Câu trả lời là có. Trong khi nhiều người dân Việt Nam cho rằng không có lý do gì để lo lắng về điều này, bởi Mỹ và Việt Nam đang có mối quan hệ tốt đẹp. Song tôi có thể khẳng định rằng, mọi việc xảy ra giữa Mỹ với các nước đồng minh khác như Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu, Canada và Mexico gần đây không được như mong muốn. Tất cả các quốc gia đều đang trong tầm ngắm của Mỹ, bởi Tổng thống Donald Trump nhận ra rằng Mỹ luôn là thị trường mở lớn nhất trên thế giới, cũng như là nước có mức thuế quan vô cùng thấp, trong khi nhiều quốc gia khác, bao gồm Việt Nam, lại dựng lên những rào cản thương mại đối với những doanh nghiệp Mỹ. Chính vì lý do đó, bạn có thể thấy Mỹ đã nhập khẩu rất nhiều hàng hóa và nguyên liệu từ các quốc gia khác, nhưng không đẩy mạnh xuất khẩu nhiều. Cá nhân tôi không đồng tình với quan điểm này của Tổng thống Donald Trump, bởi tôi có suy nghĩ khác. Lấy ví dụ như khi tôi đi cắt tóc, giữa tôi và người cắt tóc xảy ra thâm hụt thương mại, trong khi người cắt tóc không mua bất cứ thứ gì từ tôi, đổi lại tôi phải trả tiền để được cắt tóc. Song điều đó không phản ánh sự bất công, cũng như chứng tỏ rằng tôi đang bị bóc lột hay người thợ cắt tóc đang lợi dụng tôi, bởi tôi còn rất nhiều cách để có thể kiếm lại được tiền. Chính vì vậy tôi không đồng tình với cách mà Tổng thống Trump xử lý vấn đề về thương mại. Mọi thứ phức tạp hơn thế nhiều. Tôi hy vọng chính phủ Việt Nam có thể tạo ra môi trường đầu tư thuận lợi bằng cách không triển khai đạo luật an ninh mạng cũng như áp đặt các loại thuế mới đối với các doanh nghiệp hay ưu tiên các công ty nội địa hơn các công ty nước ngoài khác. 93 triệu người dân Việt Nam đều mong muốn tiêu dùng những sản phẩm chất lượng cao với mức giá hợp lý, những cơ hội việc làm. Chính vì vậy, chúng tôi mong muốn nước bạn có thể kiến tạo một môi trường kinh doanh lành mạnh, công bằng, đem đến lợi ích cho tất cả các bên. Ông có lời khuyên gì dành cho doanh nghiệp Việt Nam trong trường hợp này? Thú thực, tôi không cần đưa ra lời khuyên nào cả. Các doanh nghiệp Việt Nam chỉ cần tiếp tục hoạt động kinh doanh như họ thường làm. Trong trường hợp một doanh nghiệp Việt Nam sản xuất ra một sản phẩm nào đó và muốn xuất khẩu mặt hàng này đến Mỹ, họ chỉ cần tăng cường đẩy mạnh việc xuất khẩu. Đây là điều mà các doanh nghiệp vẫn đang làm. Cá nhân tôi luôn ủng hộ điều này. Đó chính là lý do tại sao trong tuần tới tôi sẽ tham dự hội thảo của VCCI với chủ đề làm thế nào để hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu sang Mỹ. Theo tôi, các doanh nghiệp tại Việt Nam cần nỗ lực tìm hiểu các quy tắc, luật lệ thương mại. Trong bối cảnh trước đó, tại một số lĩnh vực như thủy hải sản, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã bị cấm xuất khẩu liên quan đến thủ tục hải quan, qua đó khiến họ bị thiệt hại rất nhiều tiền. Mỹ là một thị trường mở, đồng thời là một thị trường phức tạp với rất nhiều quy tắc và luật lệ. Chỉ cần các doanh nghiệp Việt Nam nắm rõ luật, tôi tin rằng họ sẽ có thể thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa sang Mỹ. Chính vì Việt Nam là một quốc gia thiên về xuất khẩu hàng hóa, điều này đã giúp cho đất nước bạn có sự tăng trưởng vượt bậc. Tôi hy vọng các doanh nghiệp Việt Nam sẽ tiếp tục làm tốt công việc của mình. Cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của ông. Một lần nữa cảm ơn ông đã tham dự chương trình Thế giới sự kiện. Chiến tranh thương mại có rất nhiều mức độ, từ các xung đột nhỏ đến một cuộc chiến toàn diện gây ảnh hưởng lên cả công nhân, nông dân và người tiêu dùng. Nếu các bên không sớm tìm được một giải pháp, điều này thực sự sẽ dẫn đến hậu quả khó lường, và có lẽ trong giai đoạn này, các doanh nghiệp Việt Nam nên sớm có sự chuẩn bị để đối phó nếu cuộc chiến này thực sự xảy ra. Đến đây chương trình Thế giới sự kiện tuần này xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vtv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. We'll be right back.